Hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em lên sóng trực bác của em Họa Mi Tam Hoàng các bác nhá. Chuẩn 100% luôn, sách lồng của Vân Hot này qua này. Chim rất là thuần các bác nhá, hot rất là tốt này qua này. Các bác xem video chóng mặt luôn. Cao cầu các bác nhá, Tam Hoàng hot rất là tốt. Mắt xanh này các bác ơi, mắt xanh rất là đẹp luôn các bác nhá. Các bác có thể thấy là một em họ Mi hot rất là tốt nha các bác nhá, thuần đét đẹp, đẹp luôn. Chim vừa mới về hôm nay nha các bác nhá. Em này thì bao hot trực bác rồi, rất là ok luôn các bác. Chim này anh em không biết chơi đuôi vẫn hot quá nha. Các bác có thể thấy là một em họ Mi hot rất là tốt nha. Em mỏi tay quá, thổi lồng tí các bác. Đây là chim đang đấu với điện thoại các bác nhá. Em sẽ thay tiếng Mi được cho nó đấu các bác nhá. Phải nói là đẳng cấp các bác, một em họ Mi quá đẳng cấp luôn. Phải nói là lâu lắm rồi em mới gặp được một em thuần như này. Hôm nay về được rất nhiều chim các bác nhá, 6-7 em liền. Các bác thoải mái mà lựa chọn các bác nhá. Đấy, anh em chơi về chọn những con chim này nó mới xứng đáng này anh em này. Rất đẳng cấp luôn các bạn. Em họ Mi này xứng đáng là một em cao cầu các bác nhá, cao cầu lông vàng, chân vàng, mỏ vàng các bác nhá. Không có điểm gì chê em nó luôn. Úi giời ơi, rất là sung các bạn. Em nó vừa đi mấy trăm cây số về nhà nhưng mà đã chơi mầm này các bạn. Em này các bác mua quen nhà quen chủ nếu mà về kéo tập thả được các bác, bởi rất là thuần các bác nhá. Dí sát vào điện thoại, dí sát vào điện thoại cho các bác xem nhá. Đấy chưa các bác thấy không? Rất là ok luôn, một em hoa Mi quá là thuần luôn các bác nhá. Biểu diễn đủ kiểu nhưng vẫn chơi mầm đây. Các bác nhìn này, nhìn ra cái mặt không? Các bác nhìn cái mặt nó chưa? Nhìn rất là dữ đúng không ạ? Đấy, em dí sát ống kính luôn cho các bác xem nhá. Phải nói là rất là đẳng cấp luôn các bạn. Úi giời ơi, em này trên bản đã test đấu rất là ok rồi con nhá. Bác nhìn này, lắc lồng vẫn hot các bạn. Quả Mi quá đẳng cấp luôn các bạn. Chơi đủ mọi các thể loại luôn, các tư thế luôn. Thank you.
anh em nhớ nha, con chim này là con chim chân vàng mỏ vàng các bác nhá, lông vàng nhá, mắt xanh lét luôn các bác ạ, tam hoàng. Quá vip các bạn. Ơ được mấy phút rồi nhỉ? Đừng tắt để đang quay. À, mình quay ngược cái màn hình lại thì là nó ở phút ở bên dưới à? Em quay con này 10 phút cho con xem. Đây, em này phải nói là họa mi đẳng cấp. 10 phút cầm trên tay vẫn hot. Ui trời ơi. Đây là sự lựa chọn của những nhà đầu tư thông thái đấy các bạn ạ. Các bác đi chơi em ở nhà quay chim phục vụ các bác. Bác nào bồ kết em này thì mua giúp em để em lấy tiền để đưa vợ đi chơi các bác ơi. Mỏi tay quá các bạn ạ. Ba phút đây em ơi. Kiểm tra với. Hiện tại được 8 phút rồi các bạn, em sẽ quay thêm 2 phút nữa các bạn nhé. Em này hot kinh điển thật. Chú biết lấy con dao này. Dao to nhá. Mọi mình quá đỉnh luôn các bạn.
cho đấu với điện thoại các bạn. Rồi các bác ơi, video được khoảng 11 phút rồi các bác nhá. Em xin phép dừng video tại đây này. Chim vẫn hót rất là ok nhá. Em xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác những video sau.